Mastel Tab 7 Plus là chiếc tablet chỉ có giá dưới 2 triệu đồng, nhưng nó có đầy đủ tính năng để có thể đáp ứng nhu cầu giải trí, bên cạnh đó là một thiết kế hiện đại. Dù là một chiếc máy tính bảng giá rẻ, nhưng Mastel Tab 7 Plus vẫn được nhà sản xuất hoàn thiện khá tốt. Thiết kế bên ngoài nguyên khối chắc chắn, kết hợp với viền bo cong nhẹ nhàng xung quanh, giúp người dùng luôn có một cảm giác cầm thoải mái hơn khi sử dụng. Tổng thể, chiếc Tab 7 Plus có thiết kế khá hiện đại và thời trang, đáp ứng được thị hiếu của hầu hết người dùng phổ thông hiện nay. Hướng tới các nhiệm vụ giải trí, Tab 7 Plus được trang bị một màn hình lớn 7 inch công nghệ IPS LCD. Bên cạnh đó, màn hình của Mastel Tab 7 Plus cũng có góc nhìn khá rộng và độ sáng cao, phù hợp để sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, chắc chắn sẽ mang lại cho người dùng những trải nghiệm giải trí tốt. Camera trước và camera sau đều có độ phân giải là 2 megapixel. Tất nhiên với thông số này thì Tab 7 Plus không phải là một thiết bị để chúng ta có thể chụp ảnh sống ảo các kiểu, nhưng để phục vụ các tác vụ như video call thì nó vẫn có thể đáp ứng rất tốt. Về hiệu năng, cung cấp sức mạnh cho Mastel Tab 7 Plus chính là vì xử lý MediaTek 8321, 1GB RAM, 8GB dung lượng lưu trữ. Nếu bạn cảm thấy thiếu thốn bộ nhớ thì có thể mở rộng thêm qua thẻ nhớ microSD nhé. Máy được trang bị viên pin là 2700mAh và khởi chạy Android 8 khi mở máy.